Chào mừng các bạn đã đến với kênh Công ty Công nghệ Mật mã, nơi chia sẻ những thông tin công nghệ hữu ích. Và mình là Thanh Quý, chuyên viên marketing. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đồng bộ hóa dữ liệu Google Drive với máy tính. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng truy cập và quản lý tệp tin của mình mọi lúc mọi nơi. Đầu tiên, để đồng bộ, bạn cần tải app Google Drive về máy tính của mình. Để tải app, bạn cần đăng nhập tài khoản Google Drive của mình. Sau đó, bạn chọn vào cài đặt, chọn vào tải Drive cho máy tính. Bạn sẽ chọn vào tải ứng dụng Drive cho máy tính của mình. Ở đây thì mình đã tải ứng dụng Google Drive về máy tính. Tiếp theo đó, mình chọn Setup. Mình sẽ đăng nhập tài khoản Google Drive của mình vào. Tiếp theo đó, mình sẽ chọn những file mà mình muốn đồng bộ. Mình sẽ chọn vào Godit. Ở đây những file này mình không cần, mình sẽ skip qua. Ok, vậy là mình đã đồng bộ xong. Để chọn những file đồng bộ khác, mình sẽ chọn vào đây. Click chuột phải vào biểu tượng Google Drive ở đây. Chọn vào biểu tượng công cụ, chọn vào prevention, chọn vào add folder. Ở đây mình có thể add các folder khác vào, chọn vào folder mà mình muốn add vào, chọn vào select folder. Ở đây sẽ có hai loại là upload tất cả file và folder, bao gồm cả hình ảnh và video. Nếu bạn edit hoặc là xóa thì nó cũng sẽ được đồng bộ thao tác ở trên Google Drive. Thứ hai là bạn chỉ tải hình ảnh và video. Nếu bạn xóa file và thay đổi thì những thay đổi này sẽ không được đồng bộ. Ở đây mình sẽ chọn cả hai. Chọn vào Done. Chọn vào Share. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong cách đồng bộ hóa dữ liệu Google Drive với máy tính. Nếu thấy hay, hãy ấn like và subscribe kênh Công ty Mật mã để không bỏ lỡ những video hữu ích tiếp theo.